Cái gì cơ? 10.000 9 món, tính ra là một món có hơn 1.000. Cái này thì bất khả thi đâu mọi người ạ. Nhưng mà giả hơn một tẹo thì vẫn làm được nha. Bây giờ là 10.000 4 món. Tôi nghèo, bạn cũng thế. Rồi thì đây sẽ là 10.000 4 món của chúng ta. Mấy bạn dám đố thì mình dám làm. Ở đây chúng ta sẽ có hai món giá xào, một cái là giá xào chay và một cái là giá xào mặn. Giá xào mặn thì sẽ có thịt và được xào chung với nước mắm, còn giá xào chay thì sẽ được xào chung với lại nước tương. Thử miếng nào. Hai món tiếp theo của mình sẽ là cái món trứng cuộn giá sống và cái món canh giá. Trông nó rất là luxury ha. Về cái món trứng cuộn giá này thì làm nó hơi cầu kỳ một chút nhưng mà ăn lại rất là ngon. Trong đây thì mình sẽ cuộn chung với giá là theo một cọng hành ha, cho nó thơm. Trứng ở đây thì mình sẽ nêm nếm hơi mặn một chút để ăn chung với cái giá này là nó vừa luôn. Có thể là chấm cũng được mà không chấm cũng ok. Đây sẽ là giá xào mè gà. Nó rất là ít tại vì là số tiền chúng ta chỉ có 10.000 này. Mình sẽ trích ra 10.000 đấy để chi trả cho cái mè gà ha. Hai cái món xào này thì mình nêm nếm rất là đơn giản luôn ha. Chỉ là nước tương và nước mắm thôi. Mình cũng không có cho thêm hạt nêm hay cái gì hết. Tại vì căn bản là cái cọng giá nó cũng khá là ngọt rồi. Nhanh gọn mà vẫn rất là ngon. Với cái món canh giá này thì mình sẽ phi thêm một ít tỏi để cho nó thơm. Đó, vẫn vừa đủ ăn cơm được. Cành cũng ok phết mọi người ạ. Ba lạng giá 4.000, một quả trứng 3.000, 2.000 hành, 1.000 mè gà. Cái mè gà mình sử dụng ở đây thì sẽ là mè gà đông lạnh 100.000 một ký thì mình tính ra 1.000 ở đây nó chỉ là 10g thôi. Vậy là đủ 10.000 cho 4 món. Tôi nghèo, bạn cũng thế.